Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Ngay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều màu, cũng giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi em chào chị. Chào bác Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp giờ Đồng Tháp, số điện thoại em là 0969 553 364, đồng thời cũng là số Zalo của em ạ. Không mất thời gian cô chú anh chị em lên mã M1 ạ. Gồm có trắng tuyết, tím tuyết, red pizza và rượu vang quý anh chị em, 4 màu. Cây phơm tàn rất là đẹp luôn. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 64 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 76 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 330k nha. 330k em bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Dạ em xin xuống ạ. Lên mã M2 ạ. Là một cây nhiều màu quý cô bác anh chị. Gồm có hồng lửa, hồng gân, ruby hồng. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 56 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 60 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 22 ạ. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k em bao gồm phí ship ngang cô chú anh chị. Cây rất đẹp ha, rất lực luôn. Dạ. Dạ em xin số mã M2 ạ. Tục lên mã M3. Một cây hồng lửa quý anh chị ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 58 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 79 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha, 270k cho cây mã M3. Giảm xin xuống ạ. Lên mã M4 ạ. Cây hai màu. Gồm có đỏ lửa và vàng thái quý anh chị. Cây rực rỡ bông. Tán ngang ở đây em ra được cho mình đó là 66 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 70 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M4 ạ. Hai màu rất là sáng á. Dạ. Đỏ vàng. Dạ em xin xuống ạ. Em lên mã M5 ạ. Gồm một cặp với anh chị em. Tím tuyết siêu bông cây mini ha. Cây dạ. Rất là quái ha. Một rễ ha. Hai cây này động trạng. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 39 á, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 44 á. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 8 á. Cây thứ hai, đo tán ngang ở đây được là 32 á, chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 47 á. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 8 á. Một cặp như thế này á thì em giao lưu với cô chú anh chị là 200k nha. 200k cho một cặp em tím tiết nha, mã M5. Cây mini rất đẹp quý anh chị em. Dạ, dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Một em hồng gân ạ. Một cây hồng gân. Đàn sổ búp á. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 58 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình đó là 76 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình đó là hoành 19 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị đó là 280k nha, 280k cho cây mã M6 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Thêm lên mã M7 ạ. Một cái dòng rất là hot luôn anh chị em, Vinbuck. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 45 ạ, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 49 ạ. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 23, cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ, dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên một cặp mã M8 ạ. Thì mà rết cành vàng lá ngọc hoa đỏ quý anh chị em. Cây kẹo nụ ha. Cây này ghép hôm nha quý cô bác anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 37 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 33 ạ. Này hôm dao động 16-7 ạ. Dạ, hôm này em đo được 7 ạ. Tiếp theo em đo cây thứ hai. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 39 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là cũng 39 ạ. Hôm này cũng là hôm 7 ạ. Một cặp như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k cho một cặp mã M8 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên một cặp mã M9 ạ. Thái nhiều màu quý anh chị em, ghép hôm. Gồm có vàng thái, hồng thái, đỏ thái. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 35 ạ. Chiều cao đem đo được cho mình là 32 ạ. 3-4 màu quý anh chị em. Dạ. Hôm này em đo được là hôm 9 ạ.
Tăng ngang đây em đo được cho mình là 32 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình cũng 32 ạ. Hôm nay em đo được là cũng hôm 9 ạ. Một cặp như thế này á thì em giao lưu với cô chú anh chị là 200k nha. 200k cho cặp má em M9 ạ. Em ngủ sắc ghép hôm ạ. Giảm xin số ạ. Tiếp theo em lên má M10. Thái hai màu anh chị em, vàng và cam. Tăng ngang ở đây em đo được cho mình là 43 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 72 ạ. Kẹo búp à. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11 ạ. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k cho cây mã M10 ạ. Giảm 10 xuống ạ. Thêm lên mã M11 ạ. Bình Bắc với anh chị em. Cẩm thạch hồng màu rất là ngọt nha. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 54 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 54 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 14 ạ. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M11. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên một cặp mã M12 ạ. Vàng hoàng kim ghép hôm đang kẹo búp của anh chị em. Màu vàng may mắn ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 54 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 53 ạ. Này về bên chị mình lấy bo ha. Dạ. Hôm nay em đo được là hôm 7 ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 47 ạ. Chiều cao đây em đo được cho mình là 53 ạ. Hôm nay em đo được cho mình là hôm 8 ạ. Một cặp như thế này á thì em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho mã M12 ạ. Dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M13 ạ. Mỹ 5 màu anh chị em, mâm xôi ha. Dạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 45 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 64 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho cây mã M13 ạ. Gồm có Mỹ tím rin 1 với anh chị em, Mỹ đỏ đuôi cáo 2, Mỹ trắng là 3, Mỹ vàng là 4 và Mỹ cam là 5 nha. 5 dạ. Màu. Dạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M14 ạ. Cây bình bắc lá cẩm thạch ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 46 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 250k nha. 250k cho cây mã M14 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M15 ạ. Một cây dưa hấu đỏ anh chị em, rực rỡ à. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 54 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 73. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho cây mã M15 ạ. Giảm xin số ạ. Tiếp theo em lên mã M16 ạ. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 50 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 67 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M16 ạ. Em tím cẩm thạch ạ. Giảm danh số ạ. Tiếp theo em lên mã M17 ạ. Kép chùm nhiều màu anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình đó là 73. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 270k nha. 270k cho em. Kép chùm 3 màu. Dạ, kép chùm 3 màu. Hồng, màu cam và màu đỏ. Dạ dạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M18 ạ. 3 màu lửa anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 16 ạ. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M18 ạ. Dạ. Giảm xin xuống ạ. Theo em lên mã M19 ạ. Một cây hoàng kim hai màu đỏ và vàng với anh chị em. Cây này về khai thác bo rất là nhiều luôn. Dạ. Màu rực rỡ ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 96 ạ.
Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 21 ạ. Cây mã M19 này em giao lưu với cô chú anh chị là 420k nha. 420k cho cây mã M19 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Một cây thái vàng đúng chị em. Một màu. Tán ngang nó đem ra được cho mình là 66 ạ. Chiều cao nó đem ra được cho mình là 57 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k cho cây mã M20 ạ. Dành hình xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Giảm ra tán ạ. Tán ngang nó đem ra được cho mình nó là 62 ạ. Chiều cao đem ra được cho mình là 69 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình đó là hoành 17 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. Form rất là tròn, hai màu, tím tiết và tím lá xanh quý anh chị em. Dạ dạ. Nhìn xuống ạ. Tiếp theo lên mã M22 ạ. Một màu đỏ lửa. Dạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 58 ạ. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 59 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình đó là hoành 13. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị là 220k nha. 220k cho mã M22 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23 ạ. Một cây Petro. Tán ngang nó đem ra được cho mình đó là 50 ạ. Chiều cao nó đem ra được cho mình đó là 64 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M23 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Một cây tím bướm một cốt già mồ anh chị em. Những cái bò ghép liền với nhau hết trơn ạ. Tán ngang nó đem ra được cho mình là 59 ạ. Chiều cao nó đem ra được cho mình là 97 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị là 360k nha. 360k cho cây mã M24 ạ. Cây rất là đẹp luôn. Dạ. Thân một cốt ạ. Giảm sinh xuống ạ. Toàn tròn. Tiếp theo lên mã M25 ạ. Cam thái, hồng thái, vàng thái và cam lửa. Bên này có vàng lửa của anh chị em. Hồng gân. 5-6 màu ạ. Tán ngang nó đem ra được cho mình đó là 56 ạ. Chiều cao nó đem ra được cho mình đó là 89 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị là 300k nha. 300k cho cây mã M25 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Lên mã M26 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu quý anh chị em. Cây này gồm có hồng tuyết, trắng phất hồng thái, vàng thái, hồng thái, cam lửa. Dạ. Tán ngang nó đem ra được cho mình đó là 58 ạ. Chiều cao nó đem ra được cho mình là 90 ạ. Hoành nó đem ra được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M26 này em giao lưu với cô chú anh chị là 320k nha. 320k cho cây mã M26 ạ. 6 màu. Dạ, giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên cho mình mã M27 ạ. Em ngũ sắc ạ. Ngũ sắc 5 màu thái. Cây đang sổ nụ ạ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m ạ. Hoành nó đem đo được cho mình đó là hoành 15 ạ. Cây mã M27 này em giao lưu với cô chú anh chị là 350k nha. 350k cho em ngũ sắc 5 màu ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M28 ạ. Một cây Petro màu hòa siêu đẹp luôn quý anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 56 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 77 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình đó là hoành 14 ạ. Cây mã M28 này em giao lưu với cô chú anh chị là 260k nha. 260k cho cây mã M28 ạ. Dạ, cây mã M28 này là cũng cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ, chào cô chú anh chị và chào Pháp Thái. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.